Điều đầu tiên Quỳnh Mai muốn chia sẻ với tất cả mọi người là việc học MBA là một trong những cái điều kiện tiên quyết để Quỳnh Mai có thể theo đuổi được ước mơ của mình là trở thành một giảng viên đại học. Quỳnh Mai nhớ là vào tháng 8 năm 2015 là Quỳnh Mai tốt nghiệp đại học công nghiệp. Thực ra thì lúc đó cái việc mà mình rất là mong muốn được học thạc sĩ ngay liền trong năm để mình có thể, thứ nhất là mình có thể hoàn thiện bản thân mình nhanh nhất, và cái thứ hai là mình vẫn kịp tiến độ trong vòng 2 năm và muốn học nhanh chứ không có muốn chờ đợi quá lâu. Thực chất thì vào tháng 8 năm 2015 thì Quỳnh Mai đã tốt nghiệp đại học rồi. Và Quỳnh Mai nhớ là Western Sydney yêu cầu là vào tháng 9 năm 2015 thì phải có bằng đại học thì mới được apply vào. Thì tại vì lúc đó mình thật sự là mình không có muốn chần chừ, tại vì mình nghĩ cơ hội nhiều khi nó chỉ đến một lần trong đời. Và mình đã lúc đó là có liên hệ với trường của Quỳnh Mai để nhờ không biết là mình có thể lấy bằng sớm hơn dự định được không. Thì rất là may mắn nhận được sự chấp thuận của nhà trường, cho nên là Quỳnh Mai đã nhận được tấm bằng đại học vào tháng 8 và sau đó là cấp tốc học IELTS để mà kịp nộp đơn vào tháng 9 năm 2015. Tại vì lúc đó Quỳnh Mai nghĩ là việc đi học nó không, dù ít dù nhiều thì các bạn cũng sẽ có được những kiến thức nhất định mà nhiều khi các bạn không biết là các bạn sẽ có được và các bạn gặp được những cơ hội gì. Cho nên đợt đó là mình, thứ nhất là mình cũng gặp nhiều khó khăn, là khó khăn tại vì mình cân nhắc nhiều, mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Quỳnh Mai nghĩ rằng cơ hội hay là những cái gì mà mình đã đặt ra thì nó chỉ đến một lần trong đời thôi, thật sự là như vậy. Và mình đã nắm bắt và rất là may mắn vào tháng 9 năm 2015 đã apply thành công hồ sơ vào trường và đến bây giờ Quỳnh Mai đã tốt nghiệp xong rồi. Đối với chương trình MBA mà Quỳnh Mai đã được học cách đây 3 năm, đầu tiên là về kỹ năng, về tính cách cũng như là sự trưởng thành của mình. Thì như lúc nãy Quỳnh Mai đã có đề cập thì Quỳnh Mai đã kết giao với rất là nhiều bạn bè mới. Và chính vì sự thành lập nhóm và sự kết bạn này thì Quỳnh Mai cũng đã có cái sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Cái thứ hai đó chính là về kỹ năng, về kiến thức. Có thể nói là tất cả những môn học đều giúp cho Quỳnh Mai có những cái kiến thức cải thiện hơn rất là nhiều. Và tiếp theo nữa đó chính là với thầy cô tại trường. Mai nhớ là có một môn học mà Quỳnh Mai rất là yêu thích của thầy Liêm, đó chính là môn Brand Management, là môn mà Quỳnh Mai yêu thích nhất. Thì lý do tại sao mình yêu thích, tại vì thứ nhất là môn đó mình cũng điểm cao nhất. Cái thứ hai là thầy truyền tải những cái kiến thức rất là bổ ích. Và cái thứ ba nữa đó là cái lĩnh vực mà Quỳnh Mai nghiên cứu từ thời điểm đó đến tận bây giờ. Cho nên về kiến thức chuyên môn thì thầy cô đã giúp ích cho Quỳnh Mai rất là nhiều. Và điều mà Quỳnh Mai cảm nhận được tại chương trình này đó chính là khi mà Quỳnh Mai học chương trình liên kết, chương trình thạc sĩ liên kết, thì Quỳnh Mai cảm giác là mình có cái sự so sánh nha. Lúc ban đầu mình có cái sự so sánh khi mà mình bắt đầu apply vào một chương trình thạc sĩ, thì mình bắt đầu có cái sự so sánh, sự phân vân giữa chương trình thạc sĩ liên kết và một chương trình du học toàn vòng. Lúc đó thật sự rất là cân nhắc và suy nghĩ rất là nhiều, cũng hỏi ý kiến rất nhiều bạn bè người thân. Thì sau đó thì Quỳnh Mai đã quyết định chọn chương trình liên kết, tại vì lúc đó là mình không có nhiều thời gian để mà mình đi hoàn toàn tại một đất nước phát triển, cho nên là mình đã chọn chương trình liên kết này. Thì thực chất đối với kinh nghiệm của Quỳnh Mai bây giờ, Quỳnh Mai có thể tự tin nói rằng chương trình liên kết nó không hề có cái sự khác biệt quá lớn khi mà các bạn phân vân giữa chương trình liên kết và chương trình du học toàn phần. Tại vì sao Quỳnh Mai nói như vậy, tại vì sau khi mà mình tốt nghiệp xong rồi thì sau đó bạn bè của mình cũng có một vài người bạn đi học tại Anh, tại Úc, tại Mỹ, và các bạn đi du học toàn phần luôn. Thì sau đó các bạn cũng về Việt Nam, thì Quỳnh Mai cũng có gặp lại các bạn, vừa để hâm nóng lại tình cảm ngày xưa, cũng là vừa hỏi han thêm tình hình học tập và kiến thức của các bạn có được cải thiện nhiều không, mình cũng muốn học hỏi nhiều thêm. Thì các bạn có nói về những kiến thức các bạn học được, các bạn cũng có nói về những phần mềm, những công cụ, những hệ thống LMS các bạn được trải nghiệm tại một quốc gia phát triển. Thì Quỳnh Mai thấy là mình cũng biết những điều đó, có nghĩa là nó không hề có cái sự chênh lệch quá khác biệt nào giữa một chương trình liên kết với một chương trình du học toàn phần. Cho nên Quỳnh Mai nghĩ rằng nếu như mà các bạn đang phân vân chọn một chương trình liên kết hay chương trình du học toàn phần, thì đối với những bạn nào mà không sắp xếp được thời gian nhiều, hoặc là các bạn đang còn vướng mắc những điều gì đó, thì chương trình liên kết vẫn là một chương trình phù hợp.